Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ ba, ngày 5 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022. Tiếp tục chương trình làm việc tại Sơn La, Sáng nay, đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam đã đến dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cách mạng Việt Nam Lào. Quý 1 năm nay giá trị ngành công nghiệp cả nước tăng hơn 7%. Bộ Y tế sẽ tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 4. Sau đây là dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2022, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, việc triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia. Tham dự hội nghị có các đồng chí, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh những kết quả nổi bật cả nước đã đạt được trong quý một năm nay. So với thời điểm tháng 1, kinh tế xã hội từng bước phục hồi và tăng trưởng, đời sống nhân dân dần ổn định sau đại dịch. Thủ tướng cho rằng kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt được trong thời gian qua là quyết định đúng đắn trong thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Điểm sáng nổi bật là tăng trưởng GDP đạt khá, quý 1 ước tăng 5,03% so với cùng kỳ. Qua đó, tạo niềm tin vào các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục đã tích cực trong quý 2 và cả năm nay. Cùng với đó, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, CPI bình quân quý tăng 1 tăng 1,92% so với cùng kỳ. Thị trường tài chính tiền tệ cơ bản ổn định, đến ngày 25 tháng 3, tín dụng tăng 4,63% so với cuối năm 2021, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý, hỗ trợ tích cực nhu cầu tín dụng cho sản xuất kinh doanh. Kịp thời có giải pháp ổn định thị trường, tâm lý nhà đầu tư, tăng cường kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các vi phạm trên thị trường chứng khoán. Xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ trong tháng 3, tăng 45,5% so với tháng trước, tính chung quý 1 tăng 12,9% so với cùng kỳ. Xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng 50,5% so với tháng trước, tính chung quý 1 tăng 22% so với cùng kỳ, gấp 2,2 lần tốc độ tăng của khu vực FDI 10%. Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm nay, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, việc triển khai các công trình giao thông quan trọng của quốc gia. Sáng nay, Đoàn Công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam do đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Hương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đã đến dương hương dương hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cách mạng Việt Nam-Lào tỉnh sơn la tham gia cùng đoàn có đồng chí nguyễn hữu đông ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy ủy viên ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh các đại biểu quốc hội công tác tại tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cách mạng Việt Nam Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu là nơi ghi dấu quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Cai Sòn Phong Vi Hẳn. Đây cũng là nơi lưu giữ những giá trị to lớn về lịch sử gắn bó máu thịt của tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Tại đây, đoàn công tác của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kết Sòn Phôn Vi Hẳn. Hai vị lãnh tụ đã đặt nền móng vững chắc và hết lòng vun đắp, đưa quan hệ Việt Nam-Lào trở thành một hình mẫu đặc biệt trong quan hệ quốc tế. Nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ tiền bối dày công vun đắp, tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Sơn La và các địa phương của Lào, phân đấu vì sự phát triển thịnh vượng của hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào. Thông tin từ Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng cho biết hiện các công tác chuẩn bị Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 đã cơ bản hoàn tất, bao gồm các hoạt động phần lễ và phần hội. Cụ thể ở phần lễ sẽ gồm lễ Dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và lễ Dân Hương Tưởng Niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6 tháng 3 âm lịch, lễ Dân Hương Tưởng Niệm các vua hùng ngày 10 tháng 3 âm lịch và lễ dân hoa tại bức phù điêu bác hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong. Trong khi đó, phần hội bao gồm 12 nội dung với nhiều hoạt động truyền thống như biểu diễn đánh trống đồng, đâm đuống vào ngày 6 tháng 3 âm lịch, hội thi gói nấu bánh trưng và dạ bánh dày tỉnh Phú Thọ vào ngày 8 tháng 3 âm lịch. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật phục vụ dỗ tổ Hùng Vương gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ sẽ được diễn ra vào tối ngày 9 tháng 3 âm lịch. Ngoài ra, khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ thực hiện trưng bày chuyên đề tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương hội tụ và lan tỏa. Chiều ngày 4 tháng 4, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Phú Yên đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022 với các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong quý 1, huyện Phú Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai kế hoạch xây dựng xã Tường Thượng đạt chuẩn quốc gia năm 2022, chỉ đạo 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giả soát xây dựng kế hoạch và nâng cao các tiêu chí, lựa chọn các bản xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu bản Nghĩa Hưng xã Mường Cơi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022. Trong quý, toàn huyện đã thực hiện nâng cấp, đổ bê tông 79 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài trên 15 km, tổng kinh phí gần 7,9 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ gần 2 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp. Về chương trình giảm nghèo, huyện đã thực hiện hỗ trợ xóa được một nhà tạm cho hộ nghèo. Giải ngân gần 13,2 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ hộ nghèo cho 268 hộ, hỗ trợ cho vay 143 hộ cận nghèo với tổng kinh phí 7 tỷ 670 triệu đồng, cho vay 55 hộ mới thoát nghèo, kinh phí 2 tỷ 980 triệu đồng. Trong quý 2 năm 2022, huyện Phú Yên tập trung huy động nguồn lực cho thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là hỗ trợ xã Tường Thượng thực hiện các tiêu chí còn lại trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chung tay tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đối với chương trình giảm nghèo, huyện tiếp tục triển khai kịp thời các gói ưu đãi tiến dụng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà ruột nát cho hộ nghèo trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm triển khai, chương trình mỗi xã một sản phẩm đã tác động mạnh mẽ đến quá trình sản xuất cũng như đời sống của người dân. Nhân rộng và phát triển các sản phẩm ô cốp tiếp tục là định hướng phát triển của thành phố Sơn La trong thời gian tới. Để có cái nhìn tổng thể về vấn đề này, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã tham gia cuộc trao đổi của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La ngày hôm nay. Xin ông cho biết việc triển khai đề án mỗi xã một sản phẩm đã được thành phố Sơn La triển khai như thế nào và đạt được kết quả ra sao? Đến bây giờ trên địa bàn thành phố đang có 8 sản phẩm về ô cốp và chúng tôi đã đưa vào kế hoạch là cố gắng mỗi một xã phải đạt được một sản phẩm đến hai sản phẩm về cái sản phẩm vùng miền. từ những kế hoạch đề ra thì thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các dự án về phát triển lông lâm nghiệp gắn với xây dựng đất nước mới và gắn với cái sản phẩm vùng miền kế hoạch năm hai nghìn hai này chúng tôi đang xây dựng là bốn sản phẩm đang triển khai và cố gắng là đến tháng mười năm hai nghìn hai này sẽ hoàn thành kế cái, cái hoạch này. Việc triển khai chương trình ô cốp đã tác động như thế nào đến đời sống kinh tế xã hội thưa ông? Đây là một cái nội dung mà ảnh hưởng rất lớn đến cái đời sống xã hội và là làm cho cái nhận thức của người dân nó có sự thay đổi và từ đó là sản xuất theo hướng là hàng hóa và theo tiêu chuẩn chất lượng và không sản xuất manh mún nhỏ lẻ và từ đó thì sẽ uh, giữ uy tín và sẽ làm cho kinh tế của hộ gia đình hợp tác xã hay doanh nghiệp sẽ phát triển và là làm được cái thương hiệu của thành phố sẽ bay cao bay xa không những ở trong tỉnh và sẽ ngoài tỉnh và có thể sang cả các nước ngoài trên thế giới để tiếp tục nhân rộng đề án mỗi xã một sản phẩm thành phố Sơn La đã có những định hướng như thế nào để nhân rộng cái sản phẩm ô cốp này và tiếp tục phát triển thì trước tiên thành phố sẽ chỉ đạo các phòng ban để duy trì cái tám sản phẩm đã đạt được và tiếp tục xây dựng bốn sản phẩm năm nay và sẽ cung ứng các sản các sản phẩm này và quảng bá giới thiệu sản phẩm để tiêu thụ và để các ngành hàng này được phát triển và không những ở một cái cụ bản dân cư và cả một xã và để nâng lên cái số lượng lớn để cung cấp ra ngoài thị trường. Vâng, xin cảm ơn ông. Ngày 4 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ đã làm việc với xã Trường Khoa về tiến độ chuẩn bị tổ chức giải đua mô tô địa hình Việt Nam năm 2022 do Liên đoàn Xe đạp Mô tô Việt Nam phối hợp cùng VTV5 Đài truyền Việt Nam tổ chức. Giải đua mô tô địa hình Việt Nam năm 2022 được tổ chức tại bản tin tốc xã Trường Khoa huyện Vân Hồ và dự kiến khai mạc vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 tới đây. Bế mạc trao giải vào lúc 11 giờ ngày 10 tháng 4. Theo thông tin từ ban tổ chức, giải đua năm nay thu hút 120 vận động viên chuyên và không chuyên, kể cả vận động viên nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam đăng ký tham gia. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan phòng ban liên quan phối hợp với xã Trường Khoa chuẩn bị địa điểm khai mạc, bế mạc, đường đua, ban hành giấy mời, các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng bá về du lịch văn hồ, sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thông tin liên lạc và các điều kiện tốt nhất để vận động viên cũng như du khách tham dự giải lưu trú sinh hoạt trước trong và sau thời gian diễn ra giải đua. Quá trình diễn ra giải đua sẽ được ghi hình trực tiếp trên các kênh thông tin đại chúng. Theo đó, các vận động viên sẽ tham gia thi đấu theo bảng ở vòng loại hệ D1 mở rộng, thời gian 15 phút một vòng, vòng loại hệ D2 bán chuyên, thời gian 13 phút mỗi vòng và vòng loại E dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, thời gian 12 phút một vòng. Tín dụng quý 1 năm nay tăng gấp 2, 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nền kinh tế đang khởi sắc trở lại. Thông tin này được đại diện ngân hàng nhà nước đưa ra tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ diễn ra tối qua. Trả lời câu hỏi của phóng viên truyền hình Thông tấn về khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% mà ngân hàng nhà nước đã đặt ra từ đầu năm, người phát ngôn của ngân hàng nhà nước cho biết tình hình tăng trưởng tín dụng quý 1 có diễn biến tích cực. Và cái số liệu đến nay thì đã tăng 5,04% như vậy là nếu so với thời điểm này của năm 2021 thì tăng chỉ có 2,16%, thì tức là so năm 22 với năm, năm 21 cuối thời điểm 31 tháng 3 thì đã tăng hơn 2,3 lần. Điều đó chứng tỏ là nền kinh tế cũng đang rất là tích cực và cũng chứng tỏ rằng tất cả những biện pháp phòng chống dịch của chính phủ của nhà nước là đang rất hiệu quả và những cái đời sống sinh hoạt cũng như là sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng đã trở lại. Mới đây, nhóm công tác ngân hàng của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam VBF đề nghị ngân hàng nhà nước xem xét nới dung tín dụng để các ngân hàng có thể có nhiều dư địa cho vay, hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi cần thiết. Theo Tổng cục Thống kê Sản xuất Công nghiệp, trong quý 1 năm 2022 ở nước ta tiếp tục khởi sắc với giá trị tăng thêm toàn ngành tăng 7,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,79%, đóng góp 2,05 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,42%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,54%. Ngành khai khoáng tăng 1,23% do sản lượng khai thác than tăng 3,2%, khai thác quặng kim loại tăng 5%. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo quý 1 tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tính tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2022 tăng 4,8% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 17,7% so với cùng thời điểm năm trước. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở tiêm chủng trên cả nước triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 từ ngày 8 tháng 4 để bộ tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 4. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine và quán triệt việc bổ sung xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19. Hạn chế... Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 1 tháng 4, cả nước đã tiêm hơn 206 triệu liều. Tuy nhiên, trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin hơn 197 triệu mũi tiêm. Như vậy, còn gần 9 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống, tương ứng với trên 4% tổng số mũi tiêm. Theo số liệu của Bộ Công an, tính đến ngày 30 tháng 3, nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 đã gửi sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 154 triệu mũi tiêm, còn khoảng 42 triệu mũi chưa gửi, bao gồm các mũi tiêm chưa nhập và các mũi tiêm đã nhập nhưng thiếu thông tin cơ bản không thể gửi cái dữ liệu này phải được làm sạch khi được chuyển về và làm sạch ngay từ cấp cơ sở. cái thứ nhất ý, là những dữ liệu này sẽ phải được y tế cơ sở uh, kiểm tra lại uh, với cái dữ liệu mà hồ sơ mà y tế cơ sở mà họ có để và sau đó sẽ đối khớp với cả uh, hỗ trợ phối hợp với cả công an cơ sở để giả soát lại. Theo Bộ Y tế, người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng. Xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm. Hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử PC COVID hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Huyện Vân Hồ đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp có phần phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong quý 1 năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ đã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, thực hiện nghiêm túc quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 22.459 hồ sơ, trong đó số mới tiếp nhận trong kỳ là 22.386 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 22.384 hồ sơ, số lượng hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 71 hồ sơ. Bên cạnh đó, huyện Vân Hồ đã chỉ đạo ra soát niêm yết thủ tục hành chính theo đúng quy định. Việc niêm yết công khai đầy đủ, thường xuyên và rõ ràng các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các cơ quan ban ngành, đơn vị và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện đã đem lại những hiệu quả thiết thực, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Thời gian tới, huyện Vân Hồ tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai pháp luật về cải cách hành chính, nhất là chương trình cải cách thủ tục hành chính đến các cấp các ngành và cán bộ công chức viên chức nhân dân được biết để thực hiện. Ngày 4 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 50 học viên là phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội phụ nữ ở cơ sở trên địa bàn. Trong thời gian 5 ngày từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 4, các học viên được tiếp thu các chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở pháp lý của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Quan điểm đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước ta về công tác phụ nữ. Hệ thống tổ chức Hội Liên phụ nữ Việt Nam, một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội phụ nữ cơ sở thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ phụ nữ ở cơ sở có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn trong tình hình hiện nay, đồng thời trang bị các kiến thức để vận dụng và cuộc sống, có phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Từ đó tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chương trình thời sự trên nay của Đài Phát thanh truyền hình Sula xin kết lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La mới thay đổi không mưa đêm và sáng sớm trời rét, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Thời tiết các huyện thành phố, thành phố Sơn La mới thay đổi không mưa đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Huyện Thuận Châu mới thay đổi không mưa đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Huyện Quỳnh Nhai mới thay đổi không mưa đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Huyện Mường La mới thay đổi không mưa đêm và sáng sớm trời rét ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Huyện Mai Sơn mới thay đổi không mưa đêm và sáng sớm trời rét ngày nắng, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Huyện Sông Mã mới thay đổi không mưa đêm và sáng sớm trời rét ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Huyện Sóc Cộp mới thay đổi không mưa đêm và sáng sớm trời rét ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Huyện Bắc Yên mây thay đổi không mưa đêm và sáng sớm trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Huyện Phú Yên mây thay đổi không mưa đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Huyện Yên Châu mây thay đổi không mưa đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Huyện Mộc Châu mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ. Huyện Vân Hồ mới thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ.